Hello mọi người, phía trước mọi người đang xem đây là cầu sông Long Kiều, hiện ở Kiến Thủy của Vân Nam Trung Quốc. Đây là cầu sông Long Kiều hay còn gọi là cầu 17 lỗ, vì chúng ta đang nhìn thấy các cái nhịp để tạo ra cái lỗ như vậy. Và đây là một trong hai cây cầu 17 lỗ nổi tiếng ở Trung Quốc, cùng với cây cầu 17 lỗ ở Di Hò Nguyên. Tiền thân trước kia đây là một con sông, nó chảy từ ở hướng Nam về cái hướng Bắc, và cái sông qua đoạn này nhỏ thôi, chỉ có ba cái nhịp chính ở chính giữa đó, xong rồi chỉ có ba lỗ thôi. Xong rồi thời gian nước mưa nó phình như này to ra và người ta qua lại không được nữa, bắt buộc người ta phải xây thêm các lỗ kéo dài qua cây cầu, kéo dài qua hai bên để tạo thành cho 17 lỗ như bây giờ. Và đây là một đoạn sông, tới đoạn này nó phình to ra như vậy. Chúng ta đến với Kiến Thủy, đến với Vân Nam ở trong Hồng Hà, chúng ta không nên bỏ qua điểm tham quan này, là điểm tham quan đẹp, đặc biệt và di tích lịch sử của Trung Quốc. Hàng ở Kiến Thủy ăn cơm trưa của đoàn đây. Nhiều mát đúng không? Mát kìa. Nói là ngoài ấy nè. Đây là há cảo ở Trung Khủa. Mời ăn há cảo Trung Khủa. Mời ăn há cảo. Cái gì nhìn cháu không đã? Đây là há cảo của Trung Hoa dẫn đến Cung Hồ của. Đây là ăn cơm của quý cô cung đình nè, đúng không? Ở đây là không chấm. Ở đây ăn không có nước chấm nha. Là sẽ không uống bia uống rượu anh? Bia đi. Bia nha. Đưa là máy chơi bia không?